Rồi ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em có hai cái cộng chuyển đổi từ từ C qua 3.5 ấy. Thì cái cộng này là cái cộng gọi là cộng cộng lởm đi. Mua trên thị trường tầm 50.000 thôi. Còn cái cộng này ấy, là cái cộng xịn của iPhone iPad ấy. Thì cái này mua ở Thế Di Động nó tầm 300.000 cơ. Thì hôm nay sẽ test thử xem là cái cổng C của cái con LG nhà mình ấy, nó có dùng được với cái jack chuyển từ C sang 3.5 hay không. Thì đây em có cái tai nghe mà tự chế đây, em sẽ thử trực tiếp trên cái tai nghe đấy. Rồi em sẽ thử trên con G8 thôi, thì em nghĩ là cái hai con này nó như nhau thôi. Đây thì trước tiên ấy, em sẽ dùng cái cổng của cái cáp của iPhone nhé, của Apple ấy. Đây, cắm vào đây. Đó thì trước tiên cắm vào thì nó cũng chưa hiện cái gì đâu. Tại như em thấy là nó chưa hiện cái gì cả. Và bây giờ em sẽ cắm cái tai nghe vào. Đây, cắm tai nghe vào nhé. Rồi. Đây thì khi mà cắm tai nghe vào rồi ấy, thì nó có hiện thị cái báo là tai nghe này. Các bác có thể thấy này. Có nghĩa là nó đã nhận cái tai nghe này rồi, và em sẽ thử nghe xem nó thế nào. Đó, nó có tiếng các bạn ạ. Mở to hết cỡ đi nhé. Đây, nó hết cỡ rồi. Hiện tại là em đã mở hết cỡ của cái con G8 lên rồi, và em thấy là cái âm lượng của cái cho ra của cái cáp Apple ấy, nó khá là nhỏ. Đó thì bây giờ sẽ đổi bằng cái cáp của gọi là cái cáp lởm mua ngoài thị trường xem thế nào nhé. Đó, rút ra rồi, đây là cái cáp của Apple bỏ ra một bên nhé. Rồi sẽ dùng cái cáp của cáp lởm xem thế nào. Đó, xem nó có hiện gì không. Thế này, này. Thì bác này cắm cái này vào, cắm cái cáp lởm vào và chưa chưa cắm tai nghe luôn, thì nó đã hiển thị là đây, các bác có thể thấy này, nó đã hiển thị là có tai nghe và có cả mic luôn. Không hiểu là như thế nào, thì chắc chắn là vẫn nghe được thôi. Các bác đang chạy đấy, giờ em sẽ cắm cái tai vào. Đó, các bác có thể thấy này, cái âm lượng nó em để mắc rồi, cái âm lượng nó rất là lớn, nghe ở bên ngoài luôn ấy, nó đã khác hẳn với cái cáp của Apple rồi, to hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ thử nghe vào cái tai của em xem nó thế nào nhé. Thực sự là em nghe vào cái trực tiếp cái tai của em ấy, nó rất là lớn, nghe lớn kinh khủng luôn. Và em sẽ thử so sánh với cái độ âm lượng của cái trực tiếp cắm với cổng 3.5 như thế nào nhé. Đấy, bây giờ em rút rút cái jack này ra rồi. Em sẽ dùng cái tắc này để nghe với cái cổng 3.5 như thế nào. Đấy, em cũng full hết cỡ đây. Em đã mở âm lượng hết cỡ của cái con G8 lên rồi. Và nghe thử xem là nó có to bằng cái việc mà cắm vào cổng C hay không. Đây, thì các bác có thể thấy là như em cảm nhận được ấy, như em cảm nhận được nhé, thì không biết nói thế nào nhỉ, thì việc mà đây đây thì việc mà nghe nhạc bằng cái cổng chuyển từ C sang 3.5 này, thì nghe bằng cái jack của Apple ấy, thì nó cho cái âm lượng nhỏ hơn rất là nhiều, và nhỏ nói chung là nhỏ bằng nửa luôn ấy. Thì chắc chắn là nó do nó không tương thích thôi, cái đấy thì chuyện cũng dễ hiểu. Nhưng mà nghe bằng cái cáp cáp lởm này này, thì nó lại cho cái âm lượng to to kinh khủng luôn, to hơn cả cái
Em thấy là to hơn cả cái việc mà cắm trực tiếp cái jack 3.5 này vào cổng 3.5, phải to hơn luôn. Còn đương nhiên là các bác thắc mắc là không biết nó có hay bằng việc mà cắm trực tiếp cái jack 3.5 này vào cổng 3.5 hay không ấy, thì như cái cảm nhận của em ấy, thì đương nhiên là cái việc mà cắm cái jack 3.5 này vào cổng 3.5 ấy nghe nó hay hơn khá là nhiều. Khi mà cắm cái cổng qua nghe qua cổng C này thì em thấy là nó tiếng nó to và có cảm giác nó bị vỡ tiếng ấy, cái cảm giác như vậy. Tại vì cắm cái cổng C này này đó, nó không có kích được cái DC lên đâu, rồi nên là cảm giác nó bị tiếng nó hơi bị có vấn đề, cảm giác thế thôi, chứ còn thực ra thì tài mỗi người mỗi khác, em không 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 rõ được. Thì đây có thể cắm lại cho các biết là cắm vào cái cổng, cắm bằng cái jack này nó sẽ không kích được DAC lên đâu. Đây, em cắm vào cả vào tai nghe luôn đi. Đó, thì đây các bác có thể thấy này, em đang cắm cái dây này cắm vào tai nghe nhé, thì nó có kích được DAC không? Đây thì các bác có thể thấy này, cái DAC nó không không kích được lên. Đó, các bác có ấn vào đi chăng nữa, đây các bác có thể này, các bác ấn vào đi nữa thì nó cũng không không có DAC đâu. Đấy, còn khi các bác cắm cái tai nghe trực tiếp vào cái lỗ 3.5 ấy thì nó mới có kích được DAC thôi. Đây em cắm trực tiếp vào đây. Đó. Đấy, các bác có thể thấy này, cắm vào phát là nó bật được DAC lên luôn. Đây. Tắt bật được. Đó, các bác có thể thấy này, tắt bật được luôn. Có nghĩa là cái LG nhà mình ấy nó chỉ có cắm vào cổng 3.5 ấy thì nó mới bật được cái DC lên thôi. Và kể cả các bác có nghe bằng tai nghe Bluetooth đi nữa thì nó cũng không có DC này đâu. Thì đương nhiên ấy, theo cảm nhận của em là nghe bằng cổng 3.5 này vẫn là ổn nhất và hay nhất. Tuy là nó có thể là nó âm lượng lớn ấy, nó sẽ không bằng cái đầu cái jack lởm này đâu. Em thấy là độ lớn thôi nhé. Còn độ hay thì đương nhiên là cắm qua cái cổng 3.5 nó vẫn hay hơn. Đấy. Thì nếu như cái điện thoại nào quên, các bác đang có cái tai nghe mà cổng C ấy, thì hoàn toàn các bác vẫn có thể sử dụng được cái cổng C trên LG nhé. Là như em đã test rồi. Và em test lúc nãy em cũng đã thử test trên cái con V35 này này. Thì nó cũng cho cái hiện trạng cái tình trạng ấy, nó cũng y chang như con G8 thôi, có nghĩa là con V35 cũng sẽ sử dụng được cái cổng chuyển đổi từ C sang 3.5 này. Tuy nhiên là cái âm lượng các thứ thì nó y chang như con G8 lúc nãy em test cho các bác đấy. Thì có nghĩa là các bác nào đang sử dụng cái tai nghe mà chỉ có cổng C thôi, cái tai nghe mà chỉ có jack C thôi, thì hoàn toàn các bác có thể là cắm vào cái cổng C của LG để các bác sử dụng được bình thường nhé. Tuy nhiên và nó cho âm lượng rất là to. Còn tuy nhiên có hay hay không thì như em đánh giá là nó không hay bằng cái cổng 3.5. Đó. Ok, các bác có thể hiểu được như vậy. Và đây, đây này, em có một cái thử test cho các bác một tí nữa. Là đây, em có một cái này test vui thôi. Thì đây em có một cái cổng OTG này. Đây. Từ C này sang USB này. Đó, và đây em có một cái cổng nữa là từ USB lại sang C. Đấy, loằng ngoằng lắm. Thì em sẽ cắm hai cái này, có thể cắm được vào nhau mà. Đấy, cắm vào nhau này, đó, và hoàn toàn có thể cắm vào cái cổng C sang 3.5 này, đó, và em sẽ cắm tai nghe vào nữa, đó, các bác thấy rất là cồng kềnh đúng không, rất là nguy hiểm đúng không, đấy. Qua mấy bước này, 1, 2, 3, đấy, thì xem nó có nghe được không, đấy, thì test thử thôi, đấy, các bác có thể thấy này, đó, xem nó có nhận gì không, đây. Các bác có thể thấy này, nó vẫn nhận tai nghe và mic luôn. Đó. Thì nó nhận như này rồi chắc chắn là nó nghe được thôi. Đây em sẽ test luôn. Đó. Các bác có thể thấy là nó hoàn toàn nghe được nhé. Đó, rất là vi diệu, rất là nguy hiểm. Rồi ok. Các bác có thể thấy là em đang có cuộc gọi thôi, cho nên tí nữa em có nghĩa sẽ kết thúc ở đây thôi. Có nghĩa là hoàn toàn nghe được nha các bác nhé. Rất nguy hiểm như này mà vẫn nghe được.
Đó. Rất là nguy hiểm. Đó. Tạm thời em tắt đi nhé. Đó. Thì test cái này vui cho các bác thế thôi. Các bác có thể là sử dụng cái hoàn toàn cái cổng xin này để nghe nhạc trên LG được. Ok, thế nhé. Rồi, chào các bác.